bạn có nhớ những giây phút được nhìn thấy, nụ cười ngây thơ, những bước trưởng thành, những thành tựu đầu tiên của các con và các cháu. Bạn có nhớ những mảnh vườn xinh xinh trước hiên nhà, nơi sáng sáng gia đình vẫn thường chăm bẩm, nào nước, nào phân, nào tươi xanh, nào ánh sáng, và hạnh phúc biết mấy khi nhìn thấy những chồi non vươn lên, những mầm sống đơm hoa, và bao công lao dần kết quả. Điều gì sẽ xảy ra nếu những điều đó chỉ còn trong ký ức? Theo khảo sát của Bộ Y tế Việt Nam, năm 2021, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành là 7,1%. Và cũng theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới, có đến 33% trường hợp bệnh nhân đái tháo đường mắc bệnh lý võng mạc đái tháo đường. Đây là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất thị lực và mù lòa. Chẩn đoán sớm và điều trị đúng lúc có thể ngăn ngừa đến 98% nguy cơ mất thị lực. Hãy khám mắt ngay hôm nay để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, nhằm ngăn chặn diễn tiến bệnh võng mạc đái tháo đường, giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp cho chính mình và người thương yêu.